Đời người, tôi chết vì do bởi tại tôi. Thiên nhiên dĩ định thuận theo thời. Chư quân khỏi xót đừng thương tiếc. Mang kiếp phù sinh phải vậy thôi. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến ngày chết, từ biệt dương trần, người ta gọi đó là đời người. Đã là con người thì đời người ai cũng như ai, hễ có sinh ra thì phải có chết mất. Thế nên sinh tử của đời người là chân lý tất yếu, tất nhiên. Truy cứu nguyên nhân và trách nhiệm của sự chết qua những từ vì, do, bởi, tại, tác giả bài thơ Đời Người nhằm nhắc nhở với một thiện ý nhưng có tính mỉa mai và cảnh báo cho những người thiện hữu tri thức của mình trên bước đường tu học chánh pháp. Là con người trong trần thế, ai cũng sợ chết, muốn sống mãi, sống thọ. Ý muốn đó không có gì đáng trách, nói rõ ra là không được trách. Sợ chết là tâm tưởng, là một ý niệm rất bình thường của nhân loại nói chung. Nhưng riêng người Phật tử, học đạo, hành đạo, tu theo con đường Phật đạo, thì tâm tưởng và ý niệm đó trở thành một đối tượng thiền cần tham cứu. Chết là sự kết thúc của đời người, chết trẻ, chết già, chết sớm, chết muộn, chết do bệnh trầm kha, chết vì đột quỵ. Tất cả chỉ là cái điểm báo tin kết thúc một đời người. Người đệ tử Phật học đạo, hành đạo và đắc đạo thì đối với sự chết, cái chết người ta không thèm truy cứu trách nhiệm vì, do, bởi, tại, không cần có ý niệm đổ thừa, đổ lỗi cho một duyên cớ nào. Người đạt đạo quan niệm đã là pháp vô ngã thì vô thường, đã là pháp vô thường thì dị diệt là sự thể tất nhiên. Còn truy cứu, còn đổ thừa, còn quy trách nhiệm, còn nại lý do, tất cả những ý tưởng ấy nói lên cái tánh thường tình với những người thường tình còn nhiều yểm lụy bi thương trong cuộc sống. Biết chết là chấm dứt đời người, là ngày viễn ly văn cảnh, viễn ly trần, là ngày một đi không trở lại. Vậy mà không cần ai thương xót, không cần ai luyến tiếc, không cần đến sự lễ bái cúng kính thờ phượng, không cần tháp đẹp mồ sinh. Vận dụng Phật nhãn mà nhìn, người đệ tử Phật đó hẳn là người có lực tuệ giác phi thường, đáng mừng, mà không phải người bình thường ai cũng có được. Người đó là người đã trải qua quá trình tu học lặn lội trong chánh pháp của Như Lai, là người thấm nhuần và tỏ ngộ chân tánh hữu vi không, duyên sinh cố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không hoa. Gió cây lặng mà gió chẳng ngừng, gió lên bão tố cây đành cười mơn. Gió cây hiện hữu muôn đời, triều nhau chì mãi đất trời gió cây. Người xưa nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đứng về mặt phiến diện thì điều đó có thể cho là hợp lý, nhưng đứng về bên ngoài toàn diện thì thấy nó có cái gì sai sai. Bạn thử đánh giá cho tận nguồn tột lý đi thì bạn sẽ thấy nói gì cũng không trúng mới là trúng. Bởi vì nếu không có gió, làm sao biết được khả năng kiên cường, bất khuất và sự dẻo dai, chịu đựng của cây. Thậm chí gió còn góp phần tô điểm cho cây có được một vẻ đẹp thanh tao, màu nhiệm. Chẳng hạn như những lúc bình yên, tĩnh lặng, cây nghiêng mình soi bóng nước. Nếu không có gió thì cây đâu thể tự mình lả ngọn đông dịu dàng tha thiết. Hoặc những lúc trăng thanh gió mát, nếu không có gió thì ai là người làm cho cây có được những âm ba rì rào xào xạc như những khúc nhạc êm đềm giặt dìu giữa đêm khuya, là gió cả đấy. Nhưng ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó. Gió có thể tạo ra cái hay, cái đẹp cho cây, thì chính gió cũng có thể tàn sát hủy hoại đời cây. Khi gió nổi cơn lôi đình thịnh nộ
tạo ra những trận cuồng phong bão tố, thì đó là lúc cây phải oằn oại đau thương, phải tơi bời hoa lá. Lúc bấy giờ, cây chỉ còn biết cười mơn cho qua kiếp sống. Cây lặng mà gió chẳng ngừng, gió lên bão tố, cây đành cười mơn. Thế đấy, đời là vậy, nếu muốn sống còn thì phải biết chịu đựng và chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng thị phi tốt xấu, nhân ngã bỉ thử. Dù ta không muốn tranh đoạt lợi với ai cả, nhưng chưa chắc ai đã để ta yên. Bởi vì nếu có cây thì luôn luôn có gió, mà đã có gió thì gió không bao giờ để cây yên. Gió cây hiện hữu muôn đời, triều nhào chi mãi đất trời gió cây. Vì vậy ta phải tập cách sống lặng lòn, chỉ có lặng lòn mới len lỏi bình an cho một kiếp người. Nên có thơ rằng: lặng lòn len lỏi kiếp người qua, 8-6 năm đi chẳng mặn mà, may mắn hơn ai đừng nhẹ bước, tài danh sự nghiệp áng mây xa. Vịnh một thiền sư: sự nghiệp oằn vai nặng trĩu thân, lợi danh phú quý thỏa tan bồng. Trần gian ai biết ai khôn dại, rắn ở đầm môn vẫn hóa long. Đã là con người thì đương nhiên là một động vật, nhưng thuộc loài động vật cao cấp. Vì vậy, có loài động vật nào tránh khỏi sanh lão bệnh tử? Với loài động vật hạ cấp, chúng chỉ có lục đại, chứ không có đại thứ bảy như con người. Cho nên, chúng không hề biết buồn vui khổ sướng. Vậy thì, con người hơn chúng ở đại thứ bảy để được gì? Được buồn vui thương sợ yêu ghét muốn, được hơn thua cao thấp hèn sang, để làm gì và để cho ai? Rồi đến khi chung quy kết cuộc thì nhất đáng vạn sự hưu. Vậy sự nghiệp oằn vai nặng trĩu thân, để phải trả giá rất đắt, như con lạc đà đi giữa sa mạc khô khan, phải nắng dãi mưa dầu để đổi lấy miếng ăn cho no bụng. Không biết rằng rồi đây mình sẽ phải phơi thay cho nắng đốt, phải hứng chịu bão cát chốn hoang du, cuối cùng lại âm thầm ra đi với nắm xương tàn cốt rụi. Lợi danh phú quý thỏa tan bồng, có thỏa được chăng? Hay đó cũng chỉ là sóng nắng ban trưa, để cho người khát nước nhìn vào cứ tưởng là nước, mà mong được uống và cứ chạy theo mãi cho đến khi ngã quỵ bên đường vẫn không đã khát. Thế đấy, tài danh sự nghiệp, lợi quyền địa vị là thế đấy. Trần gian ai biết ai khôn dại, nếu ai không chạy theo bóng nắng, không rượt đuổi hư danh, đều bị cho là hạng phàm phu ngu muội, không biết tận hưởng hương vị cuộc đời, thậm chí còn bị gán cho cái từ thiếu phước. Hãy tỉnh mộng đi, hãy biết hết mình, sống cho đạo giải thoát giác ngộ, tận hưởng phút giây an lạc, thảnh thơi mà người xuất gia đã có, đang có và sẽ có. Đừng quá lụy mình vào những lợi danh quyền vị, bởi vì rắn thì không thể hóa long được bạn ạ. Vậy nên đã có thơ rằng: tỉnh thức đi người tỉnh thức đi, nói dài mộng mị có hay chi, bao nhiêu xuân ấy bao thu ấy, một kiếp phù vân giữa được gì. Xuân về, xuân bất tận ở lòng ai hoan hỷ, đạo vô cùng thường trú trong bản thể tịch nhiên. Phật tức tâm, Phật chẳng có ngoài người, giác là Phật, mê không tìm đâu ra Phật. Lục căn tiếp xúc lục cảnh tạo ra lục trần, tất cả đều do tâm làm chủ, tâm tạo tác. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, những món thức tình lục dục ấy cũng chỉ là sản phẩm từ tâm, do sự biến chuyển liên tục nơi tâm của chúng hữu tình. Ngắm nhìn cảnh, có thưởng thức cảnh, có hòa mình cảm nhận được sự thanh tịnh nhiệm màu vốn có của nó hay không, cũng tùy vào con mắt của mỗi người. Những lúc bất an, gặp nhiều chuyện bức bách,
đâu có thể thấy được gì ngoài phiền não và vô minh đang chế ngự. Khi tâm an vui, nhẹ nhàng thanh thoát, dù ở bất cứ nơi nào, thì nơi đó chính là Niết Bàn, là cực lạc. Vui cảnh cô liêu vui lặng lẽ, vui xuân vui Tết lẫn vui hè. Người vui ngoại cảnh buồn sao được, nhạc trỗi ngày đêm tí tỉ te. Nhớ Phật Thích Ca, ghi nhớ giáo lý Ngài đã truyền dạy. Giữ tâm chánh niệm, cảnh giác giặc vô minh ra vào tự do nơi tâm ta. Thường xuyên quán niệm giáo lý tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên. Chính những thời điểm ấy là mùa xuân ở trong ta, là xuân bất tận trong lòng ta. Kinh sách chỉ dạy, ai cũng có thể đọc và học, nhưng để cho tâm Phật tâm và Phật tánh thường trú trong ta thì cần phải trải qua một tiến trình tu tập, văn tư tu, rèn luyện hung đúc, trở thành bản thể tịch nhiên. Khi ấy Phật là ta, ta là Phật. Phật tức tâm, Phật chẳng có ngoài người. Giác là Phật, mê không tìm đâu ra Phật. Tóm lại, xưng bất tận ở lòng ai hoan hỷ, nhằm nhắc nhở người con Phật rằng chân tâm thường trú, thể khắp phương trời, chỉ ở trong lòng người lạc quan yêu đời. Cho nên, xưng có bất tận hay không, Phật có thường trú hay không, đều do tâm con người mà ra. Nghe tiếng gà cụt tác giữa trưa, ảo ảnh phù vân lắng tiếng gà. Nghe sao thổn thức tận hồn sâu, nói gì cho cạn nguồn cơn ấy. Cảnh lặng mình ơn, ta biết ta. Nghe tiếng gà cụt tác giữa trưa hè yên ả của núi rừng Tây Nguyên tịch mịch, gợi vào lòng tôi một thoáng quê hương chân chất dịu hiền. Cái tiếng gà gần gũi ấy có bao nhiêu người nhận được bởi những suy tính, âu lo, chồng chất ngăn bích. Nếu ai đó có chất học Phật thiệt sẽ nghe được, thậm chí nhờ tiếng gà mà nghe rõ mình đang nói gì. Có vậy mới đồng cảm được với sự thao thức cùng tác giả. Cái nghe và thổn thức ở đây không phải là một người bị pháp trần hay trần sa hoặc làm cho nhớ thương, tiếc nuối, mà là nghe với tánh nghe trong trẻo, an lành. Nghe được tiếng màu nhiệm của thiên nhiên, vũ trụ. Màu nhiệm không phải những gì huyễn hoặc, hoang đường theo kiểu mê tín siêu hình, mà chính là những điều thấy nghe xảy ra gần như lặp lại thường xuyên trong cuộc sống bình dị của chúng ta. Để nghe được như vậy, người Phật tử cần phải có chánh niệm, chánh kiến. Nhìn hiện tượng sự vật qua lăng kính bát nhã, chúng ta sẽ thấy được vạn pháp thay đổi tương tục trong hình thành hoại diệt. Hoại diệt hình thành mà bình thản, an nhiên trong hiện tại, cảm nhận cuộc sống quanh ta màu nhiệm đến vô cùng. Cho nên Đức Phật dạy ta phải biết lắng nghe, có lắng nghe mới thấy được sự màu nhiệm của vũ trụ ban tặng cho ta. Vì vậy, chỉ với tiếng gà rất đổi bình thường vào buổi trưa, nhưng tác giả lại nghe hay đến lạ kỳ và thao thức, bởi không biết làm sao nói cho người khác biết về cái cảm giác an lành, bình yên trong cảnh sống đời thường là có thật. Sự cảm nhận ấy chỉ có ta biết ta, giữa cảnh núi đồi, cô tịch, nó nhẹ nhàng không sao tả xiết. Hàng tăng ni, Phật tử chúng ta có tư duy sâu sắc sẽ nhìn ra được rằng có bước đi cùng với thực tại hiện hữu mới thấy hết cái màu nhiệm của vạn vật tương quan, tương duyên với nhau. Nó không khác gì kính vạn hoa khổng lồ thay đổi từng sát na, và cũng hàng nghìn từng ấy vẻ đẹp đổi thay khác nhau theo sự chuyển dịch nhanh như chớp ấy. Hiểu như vậy, người học Phật không bận tâm nhiều đến những chuyển biến vốn dĩ mang tính chất vô thường, vô ngã. Từ đó, ta mới nghe được tiếng lòng màu nhiệm luôn thường trực trong ta. Hàng tăng ni Phật tử chúng ta hãy lắng nghe và cảm nhận được âm thanh bình thường của vũ trụ thiên nhiên. Nhờ cái bình thường đó đã góp phần không nhỏ vào cuộc sống màu nhiệm không thường cho mỗi người chúng ta.
nụ cười nhân thế. Cười ra nước mắt, bớ chư quân tin tưởng tùm lum nghĩ lạ lùng. Thờ cúng đấng ông không chắc có, tự hành tự khổ tự vương mang. Mới nhìn qua thì đề bài thơ ta đã thoáng được phần nào đó về một nụ cười của tác giả. Cười đúng là khóc hổ ngươi cười ra nước mắt là vậy. Bởi vì tác giả biết chắc chắn rằng không bao giờ có ông, đấng, thần, cô, cậu nào ban, tặng, cho, giúp cho ai. Vậy mà ai đó vẫn tin tưởng tùm lum, nghĩ lạ lùng, vẫn thờ cúng đấng ông, không ai gặp, không ai thấy, mà chỉ biết rằng cái óc hoang đường, tưởng tượng của mình. Tin ông, thật có ông chăng nhỉ, khấn nguyện điều chi, cũng tuốt lơ, ngưỡng vọng ơn trên cao ngấn cổ, đời con sắp hết được chi mô. Phải học và hành theo các nhà bác học mới có khả năng và có ngày trở thành nhà bác học. Lại cung cấp bạc vàng, vật dụng cho nhà bác học để cầu xin cho được bác học. Điều đó không phải việc của người trí làm, gieo hạt gì, thu hoạch quả ấy mà. Thế cho nên, hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia, chúng ta cần phải chín chắn, nghĩ suy. Nếu chúng ta ngày đêm cứ lại sám hối Tam Thiên Phật, Vạn Phật, xin Phật phụ hộ, độ trì cho có cơm áo gạo tiền, mà không cần phải lao động, không cần phải cài sâu cuốc bẩm, chẳng dầm xương giải gió, mua gánh bán bưng, kết quả bị gai cột sống, bị trẹo bánh chè, mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay, rõ là tự hành, tự khổ, tự vươn mang. Vậy thì không cười ra nước mắt hỡi chư quân sao được. Giờ đây chỉ còn biết than thầm với Phật: Phật ơi, con biết nói gì, tỉnh mê, mê tỉnh trò đời tréo ngoe. Đế vượng. Tưởng đế vượng vui, vui đế vượng, đế mà không vượng chẳng bằng không. Vui trong chớp mắt, vui sao nổi, vừa hé dương quang chợt tối sầm. Qua lời bài thơ, đọc người chắc chắn đã hiểu đế vượng ở đây là ai rồi. Nhưng điều thú vị và ý nghĩa bài thơ có một chút khôi hài và lẫn sự chua chát, xót xa trong lòng khi thấy mình bị đế vượng. Đứng về mặt tục đế, nếu người nào được lọt vào đế vượng thì coi như phước đức vô lượng bưu viên. Theo vòng trường sinh của tử vi có 12 sao là trường sinh, mộc dục, quan đế, lâm quan, đế vượng, suy bệnh tử mộ tuyệt thai dưỡng. Đế vượng là giai đoạn cực thịnh của sinh mệnh lực, nó đã lên đến tối điểm. Đế vượng là sao tốt, làm tăng tiến công danh, tiền bạc, nhà cửa, quyền lực, thọ mệnh. Sao đế vượng còn là một trong những cát tinh toàn diện. Thế tại sao tác giả đưa ra ý tứ với tâm trạng bi quan đến vậy? Tại vì với người học Phật thiệt, thẩm thấu giáo lý Phật thiệt, có chứng ngộ từng phần giải thoát thiệt, thì đế vượng chỉ là bị chứ không hài được. Thứ nhất, nếu thật là đế vượng thì cái được của trần gian như đã kể trên cũng chẳng mang đến cho người học Phật cái an lạc thanh thoát thật sự. Tưởng đế vượng vui, vui đế vượng, đừng mơ. Thứ hai, nếu thật có đế vượng thì con người có thoát khỏi sanh lão bệnh tử khổ không? Đế mà không vượng chẳng bằng không. Thứ ba, giả sử Phật có đế vượng đi nữa mà cái đế vượng bị lọt vào cái đột tuổi kỳ hy thì rõ là đế mà không vượng chứ còn gì nữa. Vui trong chớp tắt, vui sao nổi, bởi vì cái tuổi kỳ hy lắm kẻ ham, rằng ta thọ tỷ với nam sang, phước như đông hải trừ ra thế, nhàn hạ ngày đêm thủ chiếc giường. Thế không phải vừa hé dương quang chợt tối sầm là gì?